Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh 12 giờ sau khi phát hành MV Hãy cho anh càn quét vị trí số 1 Việt Nam, số 1 châu Á, số 1 thế giới và nhiều hơn thế nữa. Sơn Tùng đã có một màn comeback thành công vang dội và đẳng cấp thế giới cùng với MV Hãy cho anh. Tròn 12 giờ đồng hồ kể từ lúc Sơn Tùng thả xích cho MV Hãy cho anh, sản phẩm âm nhạc mới nhất của nam ca sĩ được chứng tỏ mình là một con quái vật của làng nhạc Việt, thậm chí cả khu vực và thế giới liên tiếp gặt hái được những con số ấn tượng. Trước tiên tại YouTube Việt Nam, Hãy cho anh vươn lên top 1 trên đỉnh YouTube Việt Nam quá dễ dàng vào khoảng 2 giờ sáng nay, tức chỉ vỏn vẹn 6 tiếng đồng hồ để đạt thành tích trên. Hiện tại lượt view của MV sấp xỉ con số 12 triệu, đi kèm trên là 1,2 triệu lượt thích và gần 170.000 lượt bình luận. Bên cạnh đó, MV cũng vươn lên top 2 trending tại Canada, top 7 trending tại Mỹ, top 5 trending tại Hàn Quốc, top 3 trending tại Australia, top 28 trending tại Singapore, top 8 trending tại Đài Loan, số liệu cập nhật đến 11 giờ trưa ngày 2 tháng 7 năm 2019. Ở thành tích quốc tế, Sơn Tùng MTP đã xuất sắc sở hữu MV có lượt người xem nhiều nhất thế giới trong ngày 1 tháng 7, đồng thời đứng thứ 14 trên top trending YouTube toàn cầu. Tính riêng khu vực châu lục, Sơn Tùng nghiễm nhiên sở hữu MV đạt nhiều người xem nhất châu Á trong ngày 1 tháng 7. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Sơn Tùng và Hãy cho anh đã thiết lập một kỷ lục mới của lịch sử làng nhạc Việt, đạt 1 triệu view chỉ trong 8 phút, 2 triệu view trong vòng 14 phút, 5 triệu view trong vòng 1 tiếng đồng hồ và 10 triệu view trong vòng 3 tiếng đồng hồ tính theo thời gian thực tế. Bên cạnh đó, đây cũng là một MV đạt 1 triệu like nhanh nhất lịch sử Vpop, 2 tiếng 49 phút và là MV được xem công chiếu lần thứ 3 trên thế giới với 635.000 lượt xem và chỉ xếp sau Kill This Love của Blackpink và Thank You Next của Ariana Grande. Ở mặt trận iTunes Việt Nam, Hãy cho anh nhanh chóng chiếm giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng iTunes Top Song, trở thành ca khúc có lượng tiêu thụ bán điện tử cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Công an Hà Nội sẽ điều tra về sai phạm của cựu bí thư Phúc Thọ. Tại cuộc họp báo sơ kết tháng 6 đầu năm của Bộ Công an đã diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 26 tháng 6, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm trong chỉ đạo quản lý để xảy ra vi phạm trong một số dự án xây dựng tại địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàng Mạnh Phú, cựu bí thư